Lê, hôm nay anh Vương Hùng là cũng lắm rồi không được ngồi với anh Lê, vào nhân tiện hôm nay anh em mình lại được gặp nhau và chia sẻ một số những cái suy nghĩ về cái hoạt động ở trên cái không gian mạng. Không biết là vừa rồi anh Lê có quan tâm đến một cái phóng sự, một cái chương trình, có một cái clip mà ở bên Mỹ, tức là có một cái đoàn tuần hành xuống đường để mà người ta biểu biểu hiện cái sự ủng hộ cho cái kỳ bầu cử năm 2020 này liên quan đến ông tổng thống đương nhiệm là Donald Trump. Thì cái đoàn tuần hành đó là của những người Mỹ, người ta đi để người ta ủng hộ cho ông Donald Trump đúng không ạ? Thế thì trong đó lại có một cái việc, đó là một số những người gốc Việt, người Mỹ gốc Việt lại tham gia cái đoàn tuần hành, lại cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thế thì trong cái quá trình tuần hành như vậy thì anh Vương Hồng Anh lại nhìn thấy là có mấy người Mỹ da trắng, có mấy người Mỹ da trắng mà tham gia cái đoàn tuần hành để mà biểu dương lực lượng ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, thì người ta lại yêu cầu mấy cái người Mỹ gốc Việt mà đang cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là nếu tham gia đoàn tuần hành thì không được cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Anh Vương Hùng có nhớ là trong cái video clip đó em cũng có xem rồi, là một cái đoàn tuần hành của những cái bọn chống cộng ở bên hải ngoại, nó đi vào cái ngày mà người ta là bầu cử tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2020 đấy. Thì trên cái đoàn tuần hành đó thì cái bọn chống cộng lại cầm cái cờ vàng ba sọc kèm theo cái lá cờ Mỹ, thì gây ra bức xúc với một người Mỹ trắng và một người da trắng to cao, theo như em thấy ở trong video thì rất là to cao. Thì cái kẻ cầm cờ vàng đó tên là Trung Trần, thì người ta có biệt danh là Trung Trần Kali. Thì ông ta cầm cờ vàng và đã bị một cái sự đụng độ với là một anh Mỹ trắng, có nghĩa là người Mỹ trắng này có vẻ khó chịu khi mà cái đoàn tuần hành này cầm cái cờ vàng cho cái buổi mà gọi là ủng hộ bầu cử của Donald Trump. Thì theo trong clip thì em thấy cái sự mà gọi bức xúc của cái anh Mỹ trắng này, đẩy anh kia muốn suýt té luôn, đẩy ngửa ra luôn. Thì em thấy cảm thấy là cực kỳ giống như là cái đám mà chống cộng giống như cái trò hề vậy đó. Trong mắt của họ, cái đám trong mắt của những người Mỹ trắng đó, cái đám này giống như một cái trò hề, và cầm cái lá cờ nó không ra một cái giống gì hết trơn luôn á. Thì anh Vương Hùng có thể cho em biết là cảm nghĩ khi anh xem đoạn clip này ạ? Rồi anh rất là đồng tình và chia sẻ của anh Lê, bởi vì cái clip đi xem thì đúng là nó cũng có một cái rất là buồn cười, rất là hài hước, nhưng đồng thời mình cũng có một cái sự thương cảm. Tức là anh cho rằng thương hại đấy, thương hại với những cái người mà người ta cứ cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở bên Hoa Kỳ. Nhất là trước đây chúng ta biết rằng là cái lực lượng chống cộng cực đoan ấy, bởi vì ở bên Mỹ nó cũng có cái quyền tự do bày tỏ, mình cũng nhận cái chuyện đó. Thành ra những cái người mà người ta vẫn có những cái tư tưởng tiêu cực về đất nước Việt Nam mình ấy, là người ta hay gọi là cái cổ súy và phục hồi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì người ta cứ khi mà diễu hành hay là biểu thị một cái gì đó là người ta cầm cái lá vàng cờ vàng ba sọc đỏ xuống đường, thì xem nó rất là hài. Thế thì ngay cái clip mà anh Lê vừa nói thì đúng là anh Vương Hùng thấy thương hại cho những cái người đó, bởi vì trước đây người ta cứ ra giả cho rằng là cái cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của người ta, cờ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thế nọ kia, thì mình không thèm nói gì. Nhưng hôm nay chính thức là mình nhìn thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của cái tên gọi là Trung Trần, mà cái tên Trung Trần này cũng là một cái kẻ chống cộng cực đoan. Trước đây nó rất là nhiệt tình và xông xáo ở trong các cái buổi mà của những cái nhóm chống cộng cực đoan xuống đường đó. Thế thì khi mà cái đoàn tuần hành đó là người ta biểu dương lực lượng nhằm mục đích là người ta ủng hộ cho cái ông ứng cử Donald Trump trong cái nhiệm kỳ tới, tức là người ta tuần hành bởi vì bên kia nó có cái vận động bầu cử mà. Thế thì bản thân là khi cái người Mỹ người ta đang tuần này như thế thì thì thôi, kể cả người Mỹ gốc Việt tham gia cũng được, nhưng lại cầm theo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì cái anh Mỹ trắng đó, anh ấy biểu hiện một cái sự tức giận, anh biểu hiện một cái sự không hài lòng và tức giận. Anh ấy khi mà anh vào anh xô đẩy cái tên Trung Trần đó là gì, kiểu như là mình nghe được cái lời dịch ấy, như kiểu nó nói là mày đi ra chỗ khác đi, mày cầm cái lá cờ vàng cờ của mày mày đi ra chỗ khác đi, ở đây không có ai quan trọng cái lá cờ đỏ. Và cái lá cờ đó nó làm sao, Hạnh Lê biết không? Bởi vì những cái người Mỹ gốc Việt mà người ta cầm ở trong cái khu phố người ta, trong cái cộng đồng người ta thì chẳng ai nói làm gì đâu, nhưng mà tham gia cái tuần hành đối với người Mỹ bản địa thì người ta không có hài lòng. Bởi vì sao? Chính những người gốc Việt người ta ảo tưởng và người ta điên khùng, người ta hoang tưởng, người ta cho rằng cái lá cờ vàng đó có giá trị, nhưng thực chất đối với người Mỹ người ta không quan tâm. Và đồng thời người ta còn có một cái biểu thị rất là tức giận, kiểu như là như nào Hạnh biết không? Bởi vì cái chiến tranh Việt Nam đã gây lên những cái đau thương và những cái tủi hổ, tủi nhục cho những thế hệ Mỹ.
Thành ra nếu anh cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là một cái lực lượng chư hầu mà đã bị Đảng Nhân dân Việt Nam đánh đuổi, và bản thân người Mỹ người ta cũng thấy xấu hổ và nhục nhã khi phải cuốn cờ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Thế thì bây giờ anh cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, vô tình anh lại khơi lại cái nỗi đau của người Mỹ. Thì chính người Mỹ người ta cho rằng những cái kẻ cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này chỉ có một cái gọi là khơi lại cho người ta cái nỗi đau, cái sự nhục nhã, thành ra người ta rất ghét. Thế nhưng mà cái bọn chống cộng cực đoan thì nó tưởng rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó có giá trị, có ý nghĩa, rồi nhiều kẻ nó hoang tưởng và điên khùng đến mức độ nó còn thành lập ra những cái chính phủ tự xưng có vài ba cái kẻ 70-80 tuổi mà sắp sửa xuống xuống lỗ ấy. Nó còn bảo là được chính phủ Mỹ rồi, Donald Trump dung dưỡng, Donald Trump ủng hộ rồi, thế nói kia. Bản thân qua cái câu chuyện này, Vương Hùng còn có một cái chi tiết, cái Hạnh Lê này, cái tên Vũ Huynh Trưởng cũng là một tên già đầu, năm nay 60-70 tuổi đầu rồi, cũng là một trẻ kẻ chống cộng cực đoan, vừa rồi nó còn hô hào rồi là gửi thư huy động bà con trong nước, rồi là những bà con người gốc Việt ở nước ngoài là đóng góp để xây dựng cái quỹ để ủng hộ Donald Trump. Nó là còn buồn cười và hoang tưởng đến mức độ thế. Bản thân người Mỹ người ta chỉ cần là gì, những cái kẻ mà nước Mỹ đã cưu mang, nước Mỹ đã cưu mang đó là những người gốc Việt, là chỉ cần chúng mày chịu thương chịu khó làm ăn để chúng mày tạo dựng cuộc sống, chứ đừng ăn bám vào xã hội và chính phủ Mỹ nữa. Đó là cái điều người ta cần, chứ người ta không cần chúng mày phải làm những cái trò đi xuống đường diễn diễu, rồi đi xuống trường hò hét, rồi là kích động, rồi là gây lên cái sự mất an ninh trật tự của cái đất nước Mỹ. Bởi vì sao? Bây giờ chính phủ Mỹ hay là kể cả Tổng thống Donald Trump đang có những cái mối quan hệ ngoại giao, quan hệ mật thiết đối với nhà nước Việt Nam một cách toàn diện. Người ta không muốn để cho những cái kẻ này khơi gợi lại nỗi đau của chúng nó, cũng như cái nỗi nhục của người Mỹ, cộng với cái là ảnh hưởng đến cái mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Tức thành ra những cái kẻ này chỉ là những cái kẻ chống đối. Cho nên cái clip đó thực ra Vương Hùng cũng là một cái, mình muốn có một cái cười mỉa cho những cái kẻ chống cộng cực đoan, nhưng đồng thời cũng rất thương hại cho những cái kẻ còn đang mong trong mình cái sự ảo tưởng và điên khùng. Đấy, thì cái đấy là suy nghĩ của anh Vương Hùng. Chứ còn ở, Vâng. ở Hoa Kỳ nhé, mình nói thêm một chút nữa xong rồi Hạnh Lê sẽ phản biện cái ý kiến của anh Vương Hùng. Vừa rồi ở bên Hoa Kỳ Hạnh Lê có biết không, nhất là bây giờ cái vấn đề truyền thông nó đã là thế giới phẳng rồi, tức là cái công nghệ nó đã kiểm soát rồi, thành ra cái thông tin đa chiều, mình được xem rất nhiều những cái thông tin của bà con người Mỹ gốc Việt mà người ta có tinh thần tích cực đối với đất nước mình ấy. Người ta đưa những cái hình ảnh cái bọn chống cộng cực đoan, có vài cái kẻ cứ phục vụ cái động cơ mục đích là gì, ích kỷ này, đố kỵ này, nhưng để là trục lợi bằng hình thức lừa đảo bà con gốc Việt, lập lên những cái chính phủ buồn cười lắm. Chính phủ như là cái gánh hát, rồi là những cái gánh tuồng chèo mà nó diễn hài rẻ tiền ấy, ở những cái hội chợ đấy, rồi những cái ông 60-70 tuổi lên xong bắt đầu đặt ra những cái slogan rất là nổi, là lấy lại đất tổ không làm của dân, trong khi trong tay thì chả có dân, trong tay thì chả có nước, trong tay thì chả có lực, nhưng mà cứ hò hét là lấy lại đất tổ không làm của dân. Rồi là cái thằng vừa rồi lại có một cái thằng thằng đằng mới lại xưng danh 80 tuổi rồi lại xưng danh tổng thống của cái Việt Nam dân quyền, hay là quyền dân của dân gì đó, buồn cười lắm. Mình cũng chả hiểu nhưng mà xem thì thấy nó buồn cười. Cái thứ hai là mình cũng phải nói đây này, chúng nó càng chống được Đảng và Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam càng mạnh. Cái thứ hai nó lại đang lừa đảo và nó áp đặt cho một số những cái bà con gốc Việt của mình để chúng ta trục lợi kinh tế, tức là lừa đảo mà. Nó cứ hò hét để nó lừa đảo để bà con đóng góp, rồi là chúng nó sử dụng cái đồng tiền đóng góp đó để ăn chơi phè phỡn, hoặc là nó phục vụ cho bản thân nó thôi, chứ chả có một cái gì gọi là yêu nước cả. Đó. Vâng, anh Vương Hùng nhận định cũng rất là giống Hành Lê. Em thấy là cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại á, nó rất là ảo tưởng về cái lá cờ vàng nha. Lúc nào nó cũng đi nó rêu rao rằng là cái lá cờ vàng là được quốc tế công nhận nè, được Hoa Kỳ công nhận nè, rồi có một cái vai trò vị thế gì ghê gớm lắm ấy. Thì nhưng mà trong qua clip đó thì chúng ta thấy cái lá cờ vàng trong cái mắt người dân bản địa chả là một cái gì cả. Đúng rồi. Vì nó không hề, một cái lá cờ vàng đó, nó không hề có một cái giá trị pháp lý gì á. Không có một cái đất nước nào trên thế giới có cái lá cờ đó cả. Họ biết tới Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng, tất cả các anh
em trên thế giới, các quốc gia đều biết tới Việt Nam là biết tới lá cờ đỏ sao vàng. Đó, rất là rõ ràng như vậy. Còn đây khi cuộc bầu cử tổng thống Donald Trump mà nó cầm nó PR cho cái lá cờ của nó làm trò hề cho cái cuộc bầu cử thôi, chứ đâu có phải là rõ ràng nó cầm theo để làm trò hề cho cuộc bầu cử, thì dân bản địa những người đã ủng hộ ông Trump thì làm sao mà họ chịu được, cho nên họ rất là khó chịu đó. Thứ Đúng nhất, rồi. thứ hai á Mà là đây, anh Lê thứ tính hai là nó nhục ở chỗ này này anh Lê ạ. vâng. Em xem cái clip và thấy cái nhục cái tay và cờ tay trung trần mà cầm cái lá cờ vàng mà bị cái ông bị trắng ấy, ông ấy sừng sộ, ông ấy kiểu ông tức giận lắm rồi ấy. Mình đúng là thương hại nó thật, nhưng cái thằng 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 cầm cái lá cờ vàng nó thương hại lắm. Bản thân là cái cờ vàng ba sọc đỏ nó chẳng có cái giá trị trong mắt con và suy nghĩ của người dân Mỹ đâu. Vâng, em rồi em thấy ông sực và ông đẩy cái ra, ông trong đầu nhìn nó thiệt, nó không có nhục gì đâu, em thấy nói thẳng luôn là nhục gì đâu luôn ấy. Ông hiểu rồi, đi cầm cái lá cờ xong rồi bị tên người Mỹ to cao, anh người Mỹ to cao đẩy cho ông phát giạt ra bên luôn, trời quá nhục luôn. À em muốn nói với anh nè, nếu mà anh không có, nếu mà anh để ý là nhận ra rằng á, cái nước Mỹ là một cái nước mà nhiều tổng thống nè, nhiều đảng nhất nè. Và không những là Trump này, không có, nếu mà theo cái cộng đồng mà người Việt hải ngoại ở bên đó mà mới có cái cộng đồng mà Cali phố Bồn Sa có bé xíu mà có bao nhiêu cái đảng rồi, bao nhiêu tổng thống rồi, bao nhiêu quốc trưởng thì Em chắc chắn ơi, là Trump sẽ anh Lê không phải quan ngại về những cái người đồng cấp của mình. anh Lê mình nói đúng là thấy buồn cười không? Em hỏi nhé, mà anh phải nói này, tức là ở cái nước Hoa Kỳ đó ấy, thì có nhiều tổng thống, nhưng mà nhiều tổng thống đó nó chỉ là rơi vào cái cộng đồng người gốc Việt thôi, chứ là các cái cộng đồng dân tộc khác sống ở Hoa Kỳ người ta không có làm những cái trò hề đâu. Chủ yếu là mấy cái ông gốc Việt mà cứ thành lập chính phủ nọ chính phủ kia, xong rồi xưng là thủ tướng, xưng là tổng thống, xong đấy. Nhưng mà thực chất nhá, chỉ có vài trăm nghìn hay vài triệu người gốc Việt thôi, nhưng mà nó thành lập bao nhiêu chính phủ, mà mấy cái chính phủ cãi nhau chí chóe, rồi bắt đầu moi móc nhau, chửi rủa nhau. Thế là cái gọi là đa đảng của chúng nó đây, cái gọi là đa đảng. Nhưng mà ở cái Mỹ nó có một cái hay này, tức là anh muốn làm gì thì làm, anh thành lập các cái hội nhóm, cũng như ở Việt Nam ấy, thành lập các cái hội mà được phép ấy, thì nhà nước công nhận và nhà nước cho phép, nhưng với điều kiện anh phải tuân thủ pháp luật. Thành ra những cái hội ví dụ như là hội sinh vật cảnh, hay là hội yêu cây yêu cá, hay là gì đó kệ, ở Mỹ thì nó thành lập cái chính phủ của cái gì ông tổng thống tự xưng đảo Minh Quân, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cái ông chính phủ Mỹ, nhưng mà chúng nó cứ bốc phép là được tổng thống ghi nhận, rồi được tổng thống công nhận, rồi được tổng thống giúp đỡ, tổng thống luôn nói trong nó kia. Nhưng thực chất là chúng nó toàn lè bịp cái em ạ, chúng nó lè bịp chứ chả cái ông tổng thống Mỹ nào ông đi coi trọng mấy cái thằng tổng thống nửa vời 70-80 tuổi, dân không có, nước thì không, kinh tế thì không. Sau đó chúng lại còn hoang tưởng đến mức độ là nó bảo tới này là lấy lại đất tổ không làm của dân, nó làm cứ như là đánh trận giả. Xong rồi nhá, lại đây còn có một cái này em thấy nó buồn cười không, nội anh còn xem cơ. Có bản thân có một cái clip còn nói cái người Mỹ người ta lên người ta phát biểu ở cái khu công cộng ấy, người ta nói người ta rất sợ chiến tranh và người ta không muốn khơi gợi lại những cái nỗi đau chiến tranh. Người ta cảm thấy nhục nhã khi mà người ta đã phải tham gia cái chiến tranh ở Việt Nam, gây cho người ta rất nhiều nhiều cái đau thương. Đến giờ phút này nhìn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, đúng ra người ta cũng gọi là một cái đất nước tự do nha, thôi thì người ta mặc kệ, chứ đúng ra nếu mà giả sử nhưng mà để cái sự bức xúc của người dân Mỹ ấy, thì người ta đập cho mấy cái ông cầm cái lá cờ vàng cứ đi ra cái khu công cộng để mà hò hét ấy. Người ta ghét lắm, bởi vì sao, nó làm cho người ta nhớ lại cái thời gian mà người ta đau thương, người ta mang lại những cái hậu quả, những cái hệ lụy. Hoặc là anh nói còn có cả những cái gọi là hội chứng chiến tranh nữa cơ đấy. Rồi là anh đây qua nhân nhân dịp ở đây anh cũng nói này, hôm trước anh cũng hay xem cái chương trình của Vision ấy, thì có cái anh mà có cái nick là Trần Đức Tường lính dù mũ đỏ ấy. Thì cái tay này nó là khán giả rất trung thành của chương trình của Vision, tức là các cái chương trình của Vision khi đăng lên thì cái anh này lúc nào anh cũng vào. Mà vô cùng được biết cái anh này là hậu duệ của ký, có cái người cha là tham gia cho cái chế độ cũ, chế độ Ngụy Quân Ngụy Quyền đấy. Thì cái anh này anh ấy rất là tiêu cực, và đồng thời anh ấy cực kỳ là tiêu cực về đất nước. Tức là anh ấy chỉ có những cái phát ngôn và những cái hành động làm sao mà moi móc, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc để mà mục đích là nói xấu đất nước Việt Nam.
Nhưng mà anh ấy lại là một cái khán giả rất trung thành của chương trình Việt Vision. Cái nick của anh ấy là Trần Đức Tường, là cha anh ấy, lính dù mũ đỏ là cái quân hiệu của cái cha cha cái anh này. Thế thì vừa rồi lại thấy là anh ấy vào trong cái kênh Việt Vision, anh ấy thực sự anh ấy rất là quan tâm chăm chú, anh xem và anh ấy tham gia nhé. Anh ấy cứ như là một khán giả trung thành ủng hộ cho kênh ấy. Thế thì anh vào thì anh lại bị anh Trần Siêu. Anh Trần Siêu cũng là một cái người mà dân ấy, người ta cũng hay tham gia cái chương trình Việt Vision và người ta phản biện lại cái bọn ba que ở Hải Ngoại trong nước. Thế thì anh Trần Siêu anh ấy mới nói rõ về cái động cơ mục đích cũng như là cái bộ mặt của Trần Đức Tường lính dù mũ đỏ này, thì nó mới kiểu chắc là nó cay cú anh ấy, nó lấy luôn cái nick là lính dù mũ đỏ Trần Siêu, sau đó nó dùng cái avatar là hình ảnh khuôn mặt của anh Trần Siêu. Thế rồi bị anh Trần Siêu anh mắng cho. Thế thì như bây giờ nó lại thay rồi, nó lại thay. Thế vừa rồi nó cũng lại nói cá nhân Vương Hùng với Bảo Trâm, chủ kênh Việt Vision một chút, tức là mình cũng có thỉnh thoảng lên kênh Việt Vision mình chia sẻ quan điểm của mình, như thế nó vào chả biết sao vào nó cũng chửi Vương Hùng với Bảo Trâm, xong nó cay cú tại vì hôm ấy là Bảo Trâm với Vương Hùng có nói là lính dù dù mũ đỏ Trần Đức Tường chính là vũ sư Hùng Lân đấy, thì hắn mới bảo là tại sao các ông đi trên du thuyền mà các ông lại nhắc đến tên tôi. À, thế là thế là, nhưng mà thôi bây giờ này mình phải nói này, lính dù mũ đỏ Trần Đức Tường vũ sư Hùng Lân ấy, nói gì nói thì mình cứ vào kênh, cứ vẫn cứ tiếp tục làm một cái khán giả trung thành, thì vào chơi cái sẵn sàng tranh luận và bày tỏ quan điểm. Thế nhưng mà thứ nhất là gửi lời đến lính dù mũ đỏ Trần Đức Tường vũ sư Hùng Lân là không được phép xúc phạm đến anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vì đây là người mà cả dân tộc Việt Nam chúng ta nhớ ơn. Cái thứ hai anh còn không không là không 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 là Bảo Trâm chủ kênh là dùng quyền phán quyết của mình là không cho Trần Đức Tường vũ sư Hùng Lân làm khán giả nữa đâu, là không cho vào đây làm khán giả đâu. À ừ đấy nhá, mà bản thân là Hạnh Lê cũng anh cũng được biết là bản thân Hạnh Lê ấy cũng là một cô gái chắc là xinh đẹp, chắc là đấu tranh phản biện cũng là tích cực, thành ra vũ sư Hùng Lân lính dù mũ đỏ Trần Đức Tường ấy cũng rất là yêu quý Hạnh Lê, cũng có những cái mà moi móc, rồi là kể cả thôi thì mình cứ nói thực ra là cũng có cả những lời mà tên tên này hắn xúc phạm Hạnh Lê đấy, không biết là Hạnh Lê có xem cái đó không. Em xem đầy đủ, trời ơi, xúc phạm em hơi bị nhiều luôn. Tiếp nào của em cũng bay vô, mà công nhận luôn á, em nói thiệt cái chữ Hạnh Lê thoải mái, anh Linh Trời, anh dùng mùa đo trời được, cứ chữ Hạnh Lê thoải mái, cứ like, share, subscribe kênh là được. Cứ ủng hộ nhiệt liệt cho kênh Việt Vision là được. Đôi khi nha, chúng ta cần những cái người, nếu mà em nói thiệt, nếu mà anh em mình nói để cho anh với những người mà họ anh em mình nghe không thì nó buồn lắm. Phải có những cái người họ, suy nghĩ hơi lệch lạc, cái họ vô họ nghe cho thông não ra. Em thực tế em là như thế, cần có cần một cái cần tương vào cái thông não ra. có một cái chi tiết này anh nói Hạnh Lê cũng như là mọi người, có rất là nhiều người cũng thắc mắc là tại sao cái tên lính dù mũ đỏ Trần Đức Tường này là vũ sư Hùng Lân ấy, hắn lại lấy cái hình ảnh của anh Trần Siêu. Thế xong rồi mọi người cũng không hiểu, mọi người cũng kiểu thắc mắc bảo sao là cái thằng hình ông kia là hình ông Trần Siêu hay là ông Trần Siêu có phải là ba que mà không, nó cay cú anh Trần Siêu là bởi vì anh Trần Siêu phản biện, sau đó anh Trần Siêu anh lại bóc ra cái bản chất của vũ sư Hùng Lân, thế là đâm nó cay cú mới dùng hình ảnh. Thế nhưng mà dùng hình ảnh là vi phạm. Thế là qua đây thì mình chỉ nói này thôi, vũ sư Hùng Lân, Trần Đức Tường, lính dù mũ đỏ muốn làm khán giả trung thành của cái Vision thì phải giữ được cái nguyên tắc, cái thứ hai là tranh luận phải 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 trên cái cơ sở trung thực thẳng thắn và có văn hóa, không được vô giáo dục, nhất là những cái lời phát ngôn hay comment mà xúc phạm đến anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, cái thứ hai là không được chửi bậy, bởi vì người dân Việt Nam hiện nay người ta có một cái sự giáo dục rất là tốt, kể cả tranh luận trái chiều thì chúng tôi cũng sẵn sàng thẳng thắn trung thực, nhưng phải biết tôn trọng lẫn nhau và có văn hóa, chứ không có nói những cái điều nó thô tục. Bởi vì cái này này bà Hạnh Lê ạ, những cái ông chống cộng cực đoan ấy khi mà tranh luận không đủ về mặt lý luận thực tiễn đi thường hay chửi bậy lắm, nhất là cái cô Vâng. Trang Đài Trang Liếc gì đấy, cô Trang Lê. Trang Lê đấy, Trang Lê hay chửi bậy lắm. Về nhà thôi cứ nhắc nhở cho Trần Đức Tường cố gắng là giữ được cái nguyên tắc đó, thì Bảo Trâm chủ kênh Việt Vision sẽ để cho Trần Đức Tường lính dù mũ đỏ làm khán giả trung thành, chứ không là dùng cái quyền phán quyết là cho ra khỏi ngoài. Được biết là cái tên Trần Đức Tường vũ sư Hùng Lân này á là đã bị anh Bảo Trâm đã chặn chặn mấy lần luôn rồi, chặn mấy lần không cho làm khán giả của Việt Vision, tại vì ảnh vô ảnh xúc phạm ghê quá, nhưng mà ảnh khóc lóc van xin đại lục anh Bảo Trâm mấy lần luôn,
là nói rằng đó là không có vô Division để mà còn thì là nhạt mồm, nhưng mà rõ ràng là cái ông này là cái ông mà gọi là fan trung thành của Việt Vision. Ông này gọi là ông gọi là chết mê chết mệt cái kênh Việt Vision này luôn ấy, mà phải đặt vô là thật Hay ra thôi là giờ giờ cũng biết giỏi lắm, giờ là bây giờ là không có dám là xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh mình, bây giờ nói lái qua chứ không dám nói đúng tên nữa đó, để mà lắp luật ấy đó, cũng biết sợ, cũng biết sợ. thôi nhờ nhắn gửi cho Trần Đức Tường lính dù mũ đỏ vô số lần, thôi cứ nghe Hạnh Lê nói rồi, bởi vì vào vào đây thì phải chấp hành, mới hai là như Vương Hùng nói là trung thực thẳng thắn để mà tranh luận phản biện kể cả trái chiều, nhưng mà tuyệt đối là không được có một cái điều nào xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn không Bảo Trâm nó lại tiếp tục nó dùng quy quyền phán quyết nó lại chặn, mà ông đừng có van xin nữa, bởi vì ông đã van xin nó 2 lần rồi để mà xin được làm khán giả rồi, mà cứ mà không chấp hành là chặn đấy. Và tôi thì mà một cái vấn đề nữa là có khi Hạnh Lê này theo anh Vương Hùng nghĩ có khi là Trần Đức Tường có khi nó thích vào ngắm Hạnh Lê hay sao, thành ra là hình như thời gian này nó chấp hành tốt đấy, chấp hành tốt. Không có đâu, thì nhân đây Hạnh Lê cũng xin gửi tới ông Trần Đức Tường là có như thế này, vô thì cứ phải chấp hành, cứ like subscribe kênh đầy đủ và vẫn sẽ chấp hành, đừng có xúc phạm mà Bác Hồ, với lại phải tuân thủ quy định của kênh. Còn nếu mà thêm một vài lần nữa mà anh Bảo Trâm á, mà chặn không có cho vô nữa thì thôi đừng có lại lục văn xin hay bò lết gì đây, không có ai thương tình cho đâu như vậy đó. Còn em nói một chút xíu về cái bọn chống cộng bên hải ngoại một chút, có nghĩa là quý vị ạ, tụi nó 43 năm mà chúng chả làm gì được đâu, cho nên là tụi nó chỉ vì tiền thôi. Những cái đứa ở Việt Nam, những cái đứa mà tụi em gọi là dân chủ cuội đấy, thì chúng nó cũng chỉ là nghĩ ra những cái chiêu trò để mà làm sao để moi tiền từ hải ngoại. Thì vừa rồi thì có những cái cuộc đấu tố giữa cái đám dân chủ như là bên Phạm Đoan Trang với là một số những người bên nhà xuất bản tự do, thì mình thấy được cái số tiền mà cái bọn dân chủ cuội ở bên nước ngoài đổ về Việt Nam cho những cái bọn mà hoạt động gọi là chống phá chính quyền ở trong nước đó, nó rất là nhiều luôn, và thậm chí một người lên tới vài chục ngàn đô, thì cái số tiền nó quá to đi, thành ra là nó dễ kiếm quá, mà em thấy dễ kiếm lắm, cho nên thành ra là những cái kẻ dân chủ cuội trong nước là cứ bày trò ra để mà kiếm tiền thôi, kiếm chác, được đà là kiếm chác. Thành ra là, nhưng mà anh Lê nói cho nghe, khi quý vị gửi tiền về Việt Nam thì Hạnh Lê lại thật sự là Hạnh Lê càng khuyến khích nữa, khuyến khích quý vị gửi càng nhiều tiền về Việt Nam đi, tại vì gửi tiền về Việt Nam thì những cái hộ dân chủ cuội ở đây cũng phải xài, gửi vô ngân hàng của cộng sản đúng không, đi bệnh viện cũng của cộng sản, mua đồ cũng của cộng sản, cũng phải đóng thuế cho cộng sản, tất tật tật cũng chi tiêu trong cộng sản, ở trong cái đất nước cộng sản này, cho nên là quý vị ơi cứ gửi tiền nhiều vào, cứ gửi vô bao nhiêu cũng được hết trơn á. Thực ra cái anh Vương Hùng tiếp lời chú anh Lê ấy, là cái bọn dân chủ cuội trong nước, cái mục đích của nó mà gây rối trật tự trị an rồi cái vấn đề chống phá chính quyền, để mục đích của nó là trục lợi. Cái thứ hai nó có cái tính chất lừa đảo cả cái bọn ở hải ngoại, bởi vì sao, những cái tổ chức rung rướng mày cứ gửi tiền cho tao, tao lại ăn chơi phè phỡn, xong thỉnh thoảng tao để chống phá một tí chúng mày lại gửi tiền, rồi cái bọn ở hải ngoại thì thấy cái bọn dân chủ cuội này ở trong nước lừa tiền, xong nó lại đi lừa cái cộng đồng người gốc Việt, toàn bọn này bọn lừa đảo, chứ mục đích của chúng nó chẳng vì cái mà chúng nó vẫn cứ thường ra giả là yêu nước yêu nọ yêu kia đâu, bọn nó là bọn trục lợi kinh tế, bọn siêng ăn thì mình nhắc lại, bảo bọn này nó lừa đảo lẫn nhau mà. Vâng, cứ đó xài gửi tiền về tụi nó ăn chơi cho hết xong rồi bắt đầu mới là ra cầm bảng rồi giả vờ cái chiêu trò kêu gào lên, nó công sản đàn áp, công an đàn áp, an ninh bắt bớ, lại thêm mớ tiền nữa lại ăn chơi tiếp, đó là cái chiêu trò của bọn rận chủ trong nước. Nhưng mà thôi kệ chiêu trò gì á, em không quan tâm lắm, cái đó có an ninh lo rồi, cứ gửi tiền về đi, còn vi phạm pháp luật thì công an hốt, an ninh hốt, vô nhà đá, còn cứ tiền đi gửi về thì cài vô túi cộng sản thôi nha. Vâng, và anh Vương Hùng nói một vài lời nữa với khán giả luôn đi anh. Vậy thì Để thực mình ra thì thông qua cái chương trình của Viện Vision thì hôm nay Vương Hùng cùng với Hạnh Lê thì cũng chẳng mấy khi được ngồi lại với nhau, và đồng thời cũng tranh thủ là chia sẻ một số những cái suy nghĩ và chia sẻ một số những cái sự việc liên quan ở trên cái không gian mạng này. Thì mình cũng là những cái công dân bình thường thôi, thì mình thấy những cái việc làm của người ta sai trái như vậy thì mình cũng bức xúc, thành ra là mình cũng có những cái gọi là đánh giá xem xét, và mong rằng làm sao thì tất cả chúng ta
với cái vai trò, với cái tư cách là một công dân thì mình cũng muốn đóng góp cho cái phong trào gọi là toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, để mà mình phản biện những cái hành vi sai trái và nó có ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhân dân và đất nước. Thế thôi, mình chỉ thì cuối cùng thì cũng rất mong Mạnh Lê là chúng ta tiếp tục chung sức đồng lòng với nhau, rồi là nhìn nhận về những cái sự việc một cách nó thật là chuẩn xác, để chúng ta cùng nhau lên tiếng phản biện. Vâng. Cuối cùng xin được cảm ơn Bảo Trâm, cảm ơn Trương Vâng, cảm Vy ơn với anh cái Bảo sự Trân và cho hai anh chào em các chúng khán giả tôi của Đài Phát lại Thanh tiếp Truyền tục chia sẻ. Vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn tù.